xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, khách quý, các cô giáo và các con về tham dự hội thi Bé Khỏe Bé Ngoan cấp huyện năm học 2018-2019, cụm thi đua số 3 ngày hôm nay. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sỏi, ông Đặng Quý Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, các xã, thị trấn lên tặng hoa cho các đội thi. Xin trân trọng kính mời đại diện các nhà trường lên nhận hoa.
Chờ đợi lâu, lâu hơn.